Đường trong nào? Tao, mày còn nhớ tao không hả? Tao là chú Bảy. Mày là thằng chó nào? Mày thả tao ra. Mày thằng chó nào? Tao là thằng solo bắt cua thua mày á. Nhiều thằng solo bắt cua thua tao lắm. Mày là thằng nào? Chạy ra tao xong mày chó tao lại như thế này. Tao mà ra được tao đập mày chết. Thả tao ra coi. Tao là cái thằng bị mày đá văng ra hàng rào à. Nhớ tao không hả? Tao là chú Bảy. Em mà hắc à, thì ra mày là cái thằng mà rủ tao solo bắt cua xong sử dụng hắc mà vẫn thua tao, xong bị tao đá tao bay ra hàng rào, hôm nay lên trả thù bắt tao chó tao để đánh tao hả? Thả tao ra coi, ngon solo 1-1 với tao nè mày. Thả tao ra mày. Thế sao hôm nay mày bắt tao mày chó tao lại như thế này là mày muốn gì? Tao đến đây để solo lại. Bây giờ muốn solo bắt cua lại đúng không? Thì mày cứ lên nhà tao mày bảo là tên Quý Mẩy tao muốn solo bắt cua lại chứ việc gì mà mày phải chặn đường mà mai phục mày đập tao mày đánh tao không? Bây giờ mày bắt tao ra mày chói tao mày tàn nước tao thả ra rồi solo bắt cua lại. Bây giờ muốn solo bắt cua lại đúng không? Ừ. Không thì thả ra đi, thả mình ra đi bạn ơi. Mấy ông này thật, muốn solo bắt cua lại thì cứ lên nhà bảo là tên Quý Mẩy muốn solo bắt cua lại. Nó rủ mình solo bắt cua mà nó đi nó chói mình như thế này tưởng thế nào, tưởng khủng bố bắt cóc như thế nào. Rủ solo bắt cua thì lên nói nhẹ nhàng đấy chứ làm gì mà phải chói người ta lại như thế này. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân, tên Quy chứ bạn đây. Thì vừa rồi mình vừa bị mấy cái thằng này nó bắt cóc mình các bạn. Mình tưởng nó bắt cóc mình, nó tống tiền hay là nó đánh mình như thế nào mà cuối cùng hỏi một hồi ra là thằng này là cái thằng hồi lâu lên đây solo bắt cua sử dụng hack nhưng mà vẫn thua mình, xong bị mình quánh cho một trận, nay tức quá lên rủ mình solo lại để trả thù. Thì hôm nay muốn lên đây rủ solo kèo 1 triệu tiếp đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ có sử dụng hack nữa không? Không. Không à, nếu mà thằng này sử dụng hack mày cầm súng mà bắn chết nó cho anh nhá. Ok anh. Đấy, không được chơi hack nữa chưa, lần này chơi là chơi làm nặng nghe chưa? À, ok không? Ok. Hứa đảm bảo cái nào? Ok, kèo 1 triệu đúng không? Ừ. Không được hack nghe chưa? Ừ. Chứ mình nhìn mặt thằng này là một hồi là nó mà hack là mình đập nó chết luôn các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nhà tạo phòng để solo bắt cua cùng với nó nhá. Không được hack nghe chưa? Ừ. Ok. Welcome, chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại hacker nhá. Thì ngày hôm nay tất nhiên hacker lại lên nhà mình, xong bắt cóc mình, rủ mình, gạ mình solo bắt cua lại các bạn ạ. Thì lần trước thanh niên này có sử dụng hack nhưng mà bắt cua vẫn thua mình. Cái gì đây? Nhân vật Hải để tao vào đã bị khóa vĩnh viễn do sử dụng hack trong game đấy. Đấy, hôm nay cái thằng kia mà sử dụng hack để solo bắt cua với mình nữa là coi như là mình báo cáo là chủ game đột kích là khóa thanh niên đấy luôn các bạn ạ. Thì hôm nay thanh niên đấy lại lên trên đây gạ mình, rủ mình solo lại map bắt cua 1 kèo 1 triệu các bạn ạ. Đây đấy, thì mình nhận lời luôn, bây giờ mình sẽ vào mình bắt cua. Thì ở cái step 3 này, mấy cái này là mấy cái vòi rồng nhá anh em nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó phun nước rất chi là khỏe. Chỉ cần người mình khẽ chạm vào một cái là nó đẩy mình rơi xuống vực là chết luôn á. Ok, như vậy là mới chỉ có 35 giây thôi mà mình đã tới được step 4 rồi các bạn ạ. Phải gọi là cả nửa tháng, một tháng rồi mình chưa chơi bắt cua lại, hôm nay chơi lại nên tay nó hơi cứng một chút. Rồi, nhảy lên trên đây. Ui, ui, ui chà chà, trượt chân. Chỗ đây trơn quá nên bị trượt chân. Ok, nhảy lại nào, đây mình sẽ sử dụng bunny cho các bạn xem nhá. Bunny qua mấy cục này, đấy anh em nhìn thấy thao tác nó nhanh gọn lẹ xúc tích không? Ok, nhảy lên trên đây. À, không biết là cái thanh niên hacker kia có sử dụng hack không nhưng mà thấy trình độ bắt cua ghê phết đấy.
step 4 rồi kìa. Ok, nhảy qua cái cục này thì anh em phải lưu ý chứ, chứ mấy cái cục này như kiểu nó bị bôi dầu, bôi mỡ vào á, nó trơn lắm. Chỗ đây thì cái đường màu cam này là đường khó nhá. Ở thì ở cái map Bắc Cua 1 này, những cái đường nào màu cam là đường khó, đường màu trắng á là đường dễ, còn đường màu xanh á là đường trung bình. Ok, lại bị trượt chân. Ok, coi như là mình chết một vài mạng để mình nhường cái thanh niên hacker kia. Không có anh em lại bảo mình chỉ được cái bắt nạt hacker là giỏi, mệt lắm. Ok, nhảy đấy, cái đoạn đây thì mình cũng sử dụng bunny. Cái đây nó kết hợp nhiều phím đó, anh em vừa phải nhấn AS control, xong anh em lại phải điều khiển chuột chất 45 độ nữa thì mới có thể nhảy được như vậy. Đây, cái đây là cái bàn cờ vua. Cái bàn cờ vua này thì anh em nhìn thấy mình nhảy dễ, tại vì mình nhớ các địa điểm rồi, chứ cái bàn cờ vua đấy nó sẽ có những cái ô đấy là không có cái đồ đỡ. Khi anh em nhảy vào những cái ô đấy thì anh em sẽ bị rơi xuống dưới cái lưới điện và bị chết. Còn cái chỗ đây thì phải gọi là nhìn cao cực kỳ nè anh em thấy không? Như kiểu là được xây ở trên trời á, bạn nào sợ độ cao. Lần đầu mình nhớ cái map Bắc Cua này, lúc mới mở lần đầu mình chơi map Bắc Cua này, cha mình vào mình nhìn độ cao không, mình đã run rồi. Thì mình nghe nói là chuẩn bị ra map Bắc Cua 4 á, thì bạn nào mà có nhu cầu tập luyện map Bắc Cua 4 xong rồi lên đây gạ mình solo, mình chấp nhận hết nhá. Map Bắc Cua 4 là như đang ở bên server test ở bên CF Trung Quốc rồi. Đây, bây giờ mình sẽ thể hiện cái trình độ Bắc Cua ngược cho anh em xem này. Nếu bạn nào mà hay xem clip Bắc Cua ngày xưa của mình á, thì mình có những clip đấy là Bắc Cua không cần nhìn đường và Bắc Cua ngược đấy, anh em thấy là đủ, anh em đủ biết được cái trình độ Bắc Cua của mình nó như thế nào rồi đúng không? Ok, nhảy qua đây nào. Rồi xong, kiểu này là xong rồi, biết ngay mà. Mình nhảy cái phát đấy bị mít là mình biết ngay là sẽ bị chết rồi. Ok, như vậy là nãy giờ mình chết 3 mạng rồi. Từ bây giờ tới step cuối sẽ cố gắng không chết mạng nào nữa. Chỗ đây nhảy tắt qua đây luôn này. Đấy, xong, easy. Chỗ đây thì anh em leo lên trên cao đây này. Đấy, xong lao qua bên đây. Đấy, khi tới bên đây thì không cần phải leo cao quá làm gì, leo vừa phải để bay qua được cái chỗ búng này. Đấy, cái step 15 này này là một cái step mà đòi hỏi anh em phải lạng lách đánh võng thật là ghê. Đấy, tại vì lạng lách đánh võng mà không chuẩn là bị rơi vào lưới điện là chết liền. Đây, để mình lạng lách đánh võng lại lần nữa xem thử nào. Đấy, anh em thấy easy không? Đâu. Như vậy là mình tới step 16 rồi. Để xem thử là cái thanh niên hacker kia tới đâu rồi, xem thử nó có hack không nào. Mình phải kiểm tra chứ nãy giờ mình cũng chưa nhìn thấy nó. Đâu rồi ta, step 14 rồi. Đây, đợi nó lên step 15 rồi. Rồi chuẩn bị anh em đợi nó tí là nó xuống đây này. Đâu. Đây. Ui cha cha. Nó là hình như nó lại hack rồi anh em ạ. Ui giời, cái gì đây? Bóp rái lòng trò thủ. Ui giời, chạy ui thả tim đấm. Cái gì thế này? Ui cha cha, ngồi quẩy à. Ui là còn ngửa mặt lên trời hận đời vô đối đấy chứ. Ui cha cha, thằng này được. Cho nên là thằng này muốn ăn đòn nữa các bạn ạ. À. Solo bóc cua mình thì nhìn nó hài quá các bạn ạ. À. Nhìn nó còn quẩy nó ngửa lên trên trời. Ui chà chà, thế là bạn này solo bóc cua mình, bạn hứa là không hack nhưng bạn ấy vẫn hack. Anh em đợi tí mình về đích xong mình đập cho thằng này một trận. À, vá cả trưởng. Thế mà dám lên đây rủ mình solo bắt cua bảo không hack mà vẫn hack nữa rồi, còn chạy thả tim yêu đời. Nhìn như BD các bạn ơi, nhảy cha được cái pha đá móc sau ghê phết đi, lại bóp đái lòng trời cũ. Ui nhảy ui mua ui mua. Ok rồi, thằng này được lắm, lại sử dụng hack. Mà thì cái đây mình không biết là hack hay là mod hay sao á. Nếu là mod á, thì nó sẽ không thể bay với lại chạy nhanh được, thì nó vẫn nhảy bình thường, nó chỉ nhảy múa như vậy thôi. Còn nếu mà thằng này nó sử dụng hack á, là thằng này phải ăn đòn. Nhưng mà mình không biết, cứ như này là hack rồi. Thì anh em đợi mình tí, mình về đích, mình đập cho thằng này một trận. Rồi xem thử nào. À, lại quẩy lại múa tiếp à. Được lắm. Thằng này đợi tí. À, bực thật, thằng này lại hack rồi. Anh em đợi tí, mình ra mình đập cho thằng này một trận. Hát có tới là mì căng hả?
Nó lại hắc nữa hả anh? Ừ. Thôi, mày xử nó cho anh nhá. Mày là hắc nữa hả mày?